Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mấy bạn là cách hàn chì sao mà cho chắc chắn và dính mà không cần đến nhựa thông. Đây là cái mối hàn. Trước khi mình hàn thì mình cần phải làm sạch cái mối nối này nè, mình cần hàn nè. Sau đó mình sẽ dí cái mỏ hàn vào phần dưới cái vật mình cần hàn để cho nó truyền nhiệt qua cái này. Khi đó mình đưa chì vào cái phần chỗ mình cần nối, cần chấm chì đó, là hàn mà chì nó sẽ chảy vào cái mối này, nó sẽ như vậy sẽ rất là chắc chắn và không bị chảy chì. Đây, để giúp cho quá trình mà làm nóng cái mối mình cần hàn tốt thì mình sẽ chấm một ít chì vào cái mũi hàn này. Như vậy nó sẽ giúp cho cái quá trình truyền nhiệt qua cái mối mình cần hàn tốt hơn. Và trước khi hàn thì mình cũng cần phải làm sạch cái mũi hàn này nha mấy bạn. Như vậy thì mình chấm mới chín. Đây, mình sẽ chấm một ít chì lên cái mũi hàn để giúp cho cái quá trình nó truyền nhiệt nó nhanh và tốt hơn. Rồi sau đó mình sẽ dí chì vào cái chỗ mối nối nè, chỗ mình cần chấm chì nữa. Mấy bạn thấy không? Hàn chì như vậy rất là chắc chắn luôn. Rất là chắc chắn mà mình không cần đến nhựa thông luôn các bạn. Mối hàn rất là đảm bảo luôn các bạn. Nhìn rất là đẹp, đảm bảo. Nó mấy bạn thấy cái mối hàn chưa? Rất đẹp và chắc chắn. Đây là kinh nghiệm mình muốn chia sẻ với bạn. Mấy bạn thấy video hay thì mấy bạn đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rồi, xin cảm ơn mấy bạn.